Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Quán Bốn Mùa. Quý khán giả thân mến, chúng ta đôi khi làm việc nhiều với máy vi tính sẽ làm cho cơ thể rất là mệt mỏi, và một điều đặc biệt đó là thâm quầng ở mắt. Và để khắc phục được điều này thì ngoài việc chúng ta cần phải nghỉ ngơi sớm, thì Quán Bốn Mùa sẽ giới thiệu đến quý vị một món ăn có thể hỗ trợ được chữa thâm quầng ở mắt. Đó là món ăn canh cá với táo. Và trước khi tìm hiểu công dụng của món ăn này thì chúng tôi mời quý vị cùng thư giãn với tiểu phẩm hài mang tên Nghiện. Chào. Dạ, chào anh. Ủa, chào nãy hả? Dạ. Trời ơi, sao tưởng cháu trắng giờ tới gần cháu lòng. Vậy là sao? Lớn tuổi quá giờ tưởng xa xa tới nhỏ con. À, xa nhìn nhỏ con, nhìn gần thấy mặt lớn hả? Trời ơi, sao mà có quán xá gì mà ngồi có buổi trời vậy cô? Ủa vậy hả? Vậy, anh vô lâu chưa vậy? Không biết lâu chưa, mà từ lúc gieo hạt bây giờ có trái rồi đó. Vậy là nghĩ là lâu rồi đó. Lâu lắm rồi. Dạ, xin lỗi. Anh dùng gì? Bây giờ cho tôi ly cà phê đá đi. Dạ, có ly. À, nè. Dạ. Cà phê đá không có đường nha. Dạ, có ly không đường. À, nè. Dạ. Đừng có bỏ đá nha. Ủa, làm sao? Cà phê đá mà không bỏ đá là sao? Cà phê đen đó, lẹ đi. Vậy nãy kêu cà phê đen chứ gọn đi. Thì bởi vậy tôi lo cái này tôi quên nè. Anh làm gì căng thẳng quá vậy? Làm việc mà mệt lắm, bởi vì uống cà phê đen là vậy đó. Thức tôi nói mắt muốn lòi ra ngoài luôn vậy đó, khổ lắm. Ủa, sao anh không có ngủ hả? Sao phải ở bà nhiều chuyện vậy bà? Hả? Cho mì gói lẹ ra đi. Dạ. Trời ơi, làm việc gì căng thẳng mà không ngủ được hết á. Anh Tùng. Ủa? Trời đất ơi, ủa? Nãy giờ khách vô lâu lắm rồi đó. Em đang ở ngoài xa, em chuẩn bị đồ ăn mà em kêu anh tiếp khách mà nãy giờ không thấy anh tiếp khách vậy. À, tại... Sao dạo này mắt thâm quầng quá vậy? À, ủa đâu có. À, tại vì anh thức khuya, anh đọc sách, anh đọc kinh dịch của Trung Quốc. Đó. Đọc kinh dịch Trung Quốc cho nên là mắt nó quần thâm thôi, vài bữa hết đọc là nó hết thâm quần. Vậy đó. Trời ơi, dạo này nghiên cứu kinh dịch hả? À. Thôi, tiếp khách đi, em vô, em chuẩn bị đồ ăn. Ờ, à, vậy ha. Giỏi, giống ý tôi ghê á, tôi cũng chơi vậy luôn á. Chú em cũng rành cái này quá hả? Ba cái gì, trò chơi làm giường ai không biết. Rành dữ hả? Trời, tôi dữ lắm à. Dạ. Ủa, cho em cũng chơi này nữa phải không? Chơi ghiền luôn á, chơi nào mất ăn mất ngủ mắt thâm quần cái chơi trời thế luôn á. Ủa, được mấy mẫu rồi? 7 mẫu. Vậy à? Nào, chào Phú Nông. Mấy mẫu rồi? 14 mẫu. Ôi trời ơi, đại Phú Nông. Phú Nông. Cắp bậy không? Kỳ không? Trời ơi, phải ăn cắp chứ mất cười. Dâu. Giỏi. Ăn cắp về bậy không? Bậy, ăn cắp bậy gì chơi, chơi ăn cắp chứ. Tôi nói chơi chứ tôi cắp hoài, tôi có ông tôi hỏi chứ. Mày nè. Qua đây ăn, qua đây, qua đây. Uống nó luôn hả? Uống luôn. Đây này, cà tím. Đừng rửa cho má nó hay nha. Cà tím nè. Bưởi. Nè, bắt đầu đi. Quất nó đi, đừng cho má nó hay. Má nó hay làm sao biết ra đây. Trời, bên đây trái cây nhiều quá nè. Hai đã luôn. Ê, khoan. Quýt nữa nè. Nó bắt đừng. Hả? Sao vậy? Nó thịt không ăn. Hả? Cô vườn này sao bé thấy nó khen nè. Vậy không? Khen. Ông dê lại coi cô nít nem gì vậy em? Tò tí te. Ê, khu vườn tôi. Ủa? Sao vô vườn tôi ăn cắp vậy ông nội? Ông xuống tôi mà ông nội. Nè, ông xuống tôi cắp rồi, tôi không ăn cắp, ông xuống tôi mà. Trả lỡ đi. Sao trả được cái này là cắp không có trả được. Rồi tối tôi canh tôi cắp lại. Trời ơi, cái gì mà anh gây lộn với khách vậy? Đâu có, vô vườn. Tôi mới mua con cá, vô coi con cá. Vô coi cá. Anh Tùng. Vô coi con cá, mới mua con cá, vô coi con cá. Ủa, khách kêu mày gói mà có kêu cá đâu. Hôm nay thiệt khùng ghê vậy đó. Dạ, mời anh ăn. Cà phê em đem ra sao ha. Dạ. Anh ăn đi anh. Ăn đi rồi làm việc. Ngưng cái tay lại, ăn đi rồi làm việc. Cô thấy tôi đang căng không sao mà ngưng được. Chứ giờ kêu ra tôi ăn. Kêu ra không ăn, để đó là nguội nó nở không ngon. Đút tôi đi. Gì? Hả? Anh bắt em đút hả? Quán của em đâu có dịch vụ đó đâu. Ôi mà, giúp đỡ người bận rộn đi. Thấy anh bận biểu thấy tội nghiệp quá. Trời, làm việc căng thẳng lắm á anh. Thôi anh. Rồi.
Trường hợp này là ngoại lệ lắm rồi nha. Anh ơi, nhìn cái cảnh này mà lỡ mà chị nhà thấy được là chết à. Căng lắm. Vợ tôi bỏ tôi rồi. Ủa sao bỏ vậy anh? Lo làm việc quá bỏ tôi nè. Ủa sao kỳ vậy ta? Chồng lo làm việc mà sao vợ bỏ? Tội nghiệp vậy. Trời ơi, ăn miếng mì mà mất cái... Phải biết đừng ăn mì. Trời ơi, căng thẳng vậy hả? Mì khổ quá. Không biết nữa. Dạ dạ dạ. Trời ơi, không có thời gian ăn miếng mì. Trời ơi, làm việc căng thẳng quá, tội nghiệp quá. Ăn miếng cái thôi. Khách người ta bận bịu lắm, con giúp chút xíu rồi. Chứ đâu có muốn đâu. Giúp gì tự nhiên. Ông nội hết hồn vậy không? Hết hồn gì đâu. Quý khách là tự ăn nha. Chứ trời ơi, đây quắt bắt nhỏ này nó đút ra coi người khác dòm vô coi kỳ lắm. Dạ, đang, tại chú đang bận quá. Vậy thông cảm, thông cảm. Cái gì làm tiếp nha. Trời đất ơi, cháu ơi, cháu ơi. Mình làm gì mà ăn rồi mày đút cái khách vô sao được. Con giúp ổng mà. Đâu có dám mà làm cho các khách khác đâu. Ổng năn nỉ lắm tại vì ổng bận bịu quá, thấy tội nghiệp lắm. Năn nỉ gì? Nếu cần giúp thì giúp, để cho thằng con trai giúp cho ổng. Đó, tại có ai đâu, có mình con à. Thằng Tùng đâu? Tùng đâu? Trời ơi. Kiếm nó nãy giờ. Nha nha nha, nhắc ông Tùng mới nhớ nha. Con tính mét chú chuyện này nè. Mét gì? Sợ ổng nghe nha. Là ổng có những cái bí mật. Chú làm ơn chú ghé lỗ tai vô đi. Nói nghe không nghe gì tới trời ơi. Cú xuống đó trời ơi, biết người ta lùng mà. Thông cảm người có chiều cao khiêm tốn chứ. Nói đây. Ông Tùng á, ổng có những hành tung rất là bí ẩn ẩn. Dạo này ổng nghiên cứu cái gì mà con không biết mà mất. Ổng thăm quần thức khuya lắm. Dậy sớm lắm mà không có làm việc. À, làm cái chuyện gì không à? Trời ơi, nhắc tới nó cái tao muốn nổi máu điên luôn nè. Trời ơi, nó bí ẩn cái gì? Hả? Mấy nay theo dõi nó rồi. Biết được là nó ham chơi cái game online gì đó ở trên máy vi tính á, nó mần giường vậy đó. Đó, thức suốt đêm vậy á. Ủa? Mắt thăm quần ở trên rồi bỏ công việc quán xá không cần lo gì trơn trời. Trời ơi, vậy mà ông nghiên cứu kinh dịch. Kinh dịch cái đầu đó tao gặp đi tao chửi cho nó một trận mới được. Rồi rảnh đút giùm coi, đút. Sao rồi nãy giờ? Sơ xỉu xíu mất hai trái. Cá ông sao rồi? Con cá hả? Vô chậm chút xíu nha, là bị trơn con cá rồi. Chưa? Trời ơi, bắt cá chứ về chiên xù là chết luôn á nha. Bởi vậy. Kìa kìa chú, thấy không? Mắt kìa. Mắt mày bị dính lò kìa phải không? Hả? Dạ, có con thiếu ngủ, mắt con nó quần thâm vậy, dày bữa hết liền à. Làm gì thiếu ngủ? Con lên chuyện xuống gì thiếu ngủ? Chơi game, chơi làm giường đúng không? Em làm giường thì là công việc chính đáng thôi. Làm giường thì dùng sức lao động của mình làm việc để gặt hái thành quả tốt đẹp, đúng không chú? Đúng không? Làm vườn đâu có sao đúng không chú? Đúng. Dạ đúng rồi đó. Đúng rồi, đây là tốt của người nông dân kìa. À, còn mày đó hả? Mày nghiện chơi cái trò chơi mần giường gì đó máy vi tính đó, đó. Mày chơi suốt ngày suốt đêm đó, mày vô mà hết canh ăn trộm mà tới mày ăn trộm của người ta, mày canh riết là riết rồi mắt mà thăm quận vậy không? Bỏ bê công việc quán tao. Mày muốn về quê không? Cho mình về quê mần giường luôn. Ôi xin chú mà chú ơi, đừng cho con về hơi hương của con chú ơi. Chú ơi, tôi nói chú nghe, tôi đừng la tội nghiệp nó. Nó cái làm giường như vậy á là nó cái hình thức yêu quê hương, yêu đất nước, yêu thiên nhiên thôi chú. Này đúng rồi chú. À vậy là môn nhà không chú Minh nữa phải không? À, chú khách. Khách. Xin lỗi, vậy lỗi. Chú ơi, anh nói đúng đó chú. Đúng rồi, làm vườn là bằng sức lao động của mình đổ giọt mồ hôi đúng phải không anh? Mồ hôi mà đổ xuống đồng lúa mọc trùng trùng sáng cái đồi nương, mồ hôi mà đổ xuống vườn dậu xanh lá tốt vẫn dương tơ tằm đó. Mồ hôi mà đổ xuống đầm cả lời phía rau nằm phía trên đó. Mồ hôi đổ xuống cây mọc lên sao đưa quên là chú ha. Trời nước ơi, trời đất, không không phải khách, không phải khách, về quê mày mang dưỡng đó, mày rủ luôn. Chú ơi, chú ơi, mày không vậy thì sao được? Chú quá lắm mà. Rồi thằng tôi khách. Xin lỗi anh. Ăn mì tiếp tục. Dạ. Muốn chơi gì đó chơi. Khách tôi dám nói. Nhân viên tôi phải nói, tôi dạy nó. Dạ. Nó cứ lo mấy cái trò chơi nó riết rồi nó không có làm việc gì hết trơn á. Dạ. Quán rồi làm học nghề không được. Ba má la tôi. Con ai khóc vậy nè? Con mày hả? Trời ơi. Gì? Con đâu? Con tôi chút. Ủa sao con đính đi ra ba đang canh tác mà cứ khóc hoài. Bà ơi. Cái gì? Ủa sao vậy? Bạn cùng lớp con đánh con. Ủa sao mày biết tao ở đây? Con hỏi bà Sáu. Rồi bà Sáu nói tao bên đây hả? Dạ không, con hỏi ông Tư. Bà Sáu chỉ con qua ông Tư. Rồi ông Tư nói chỉ tao ở đây phải không?
Không, ông Tư chỉ con qua ông ngoại. Rồi má vợ, ba vợ tao nói tao đây phải không? Dạ không, con tự đi đến đây. Nó tự đến. Trời, nó cứ nói vòng vòng tao nhức đầu luôn rồi. Con tự đến đây. Dạ. Cái gì mà con khóc hả? Bạn con đánh con. Đánh rồi đánh lại nó. Con đánh đau lắm. Đánh đau không? Mình đánh ở đâu? Dạ. Đánh trong trường hay nhà? Dạ đánh trong trường. Đánh trong trường vô trường mét cô. Khi nào đánh nhà tao mới xử. Nhưng mà con mới bị cô cho không điểm. Không. Đó con. Ngày mai học phụ huynh kìa bố. Đó. Mới cho bị không điểm. Ngày mai lên trường học phụ huynh kìa ông. Trời đất ơi. Mày học hành như vậy. Ê. Đánh nhỏ. Sửa cái áo nó lại. Cái áo nó là. Học hành gì chết cao rồi con. Trời ơi. Nó như vậy. Học gì mà không điểm. Hôm nay tao nói cô cho mày 10 điểm. Cái gì kỳ vậy? Sao ai mà cho kiểu đó? Anh ngày mai anh phải vô trường, anh hỏi cô giáo tình hình học tập của cháu nó như thế nào. Chứ giờ một cảnh này sao tao rầu quá mày ơi. Giờ có người cha mê nuôi làm vườn, nuôi cá, trồng cây ảo trên máy vi tính vậy nè. Rồi bỏ bê cái chuyện chăm sóc con cái, rồi không lo chuyện học hành cho nó. Nè, tôi nói thiệt với chú nghe. Đó, chú mà cái chơi này hoài, cái đà này, nó cứ làm hoài đó. Mai mốt nhỏ lớn lên coi như thất học, đi móc bọc, lượm bao lông. Chú khổ cả đời, chú ân hận suốt đời luôn. Con nhớ mẹ lắm ba ơi. Trời ơi, nghe nhỏ nói mà cái thương má nó dạy nó đâu có đến nổi. Nghe không, con nhớ mẹ lắm ba ơi. Nghe đứt ruột không? Cha gì mà không lo cho con, lo toàn lo chơi này nọ. Mà ảo là không phải ngồi nè, ăn mì bắt người ta đút nữa. Đói bụng không con? Ăn đỡ mì gói đi con. Ba thương con lắm. Từ ngày là mẹ con bỏ đi ba nhớ ba buồn. Ba lên game ba chơi, canh tác trái cây vậy là ruộng lúa vậy đi. Riết rồi ba bị ghiền. Thôi bây giờ ba hứa với con. Ba hứa với con ba dẹp cái trò chơi này. Ba không có chơi nữa. Ba đi kiếm mẹ con về với con. Con ráng học cho ba vui nghe con. Dạ. Đó, ngày mai đi họp phụ huynh cho nhỏ mà con mắt kìa trời ơi, ghiền game thấm quân vậy à. Đúng rồi, đúng rồi. Tự đi họp phụ huynh mà dắt hai ống đèn pha hay làm đi được anh. Hay quá à. Sợ mắt đen thùi, mình nên là phụ huynh, mình là gương mặt đại diện cho cháu ở đây. Mặt mình đen thùi lùi, thâm quần gian manh, ai mà tin tưởng mình, đúng không? Đúng quá à. Đúng không? Nhìn lại đi. Đó. Nhìn lại mình. Mắt mày cũng vậy à. Lương mà chơi lịch nhất nhau, hai chị em tóc bạc như nhau, thâm đều. Trời ơi, nó còn nói được nữa. Mày là đại diện, mặt mày đại diện cho cái quán này đó. Mắt mày thâm quần vậy đó. Đúng rồi. Làm sao chị cho hết thâm quần? Đi kêu chung quán mình có cái món độc chiêu em quên rồi sao? Ủa món gì? Món gì? Canh cá với táo. Ê, nói thì phải nhớ. Dạ. Nhớ công thức của tao dạy sao không? Nhắc dạ lại sao không nhớ? Nhắc lại. Một con cá nè, ba trái táo 500g nè, gừng nè ha. Cá mua về đánh vẫy sạch ha, chiên vàng ha. Rồi sau đó táo đó mình rửa sạch, mình gọt vỏ sắc miếng đúng không? Gừng sắc sợi, đun sôi. Sau đó cho cá nè, cho táo vào đun sôi 2 tiếng đồng hồ đúng không? Nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Ăn vào buổi sáng, vào buổi tối đúng không chú Tài? Hay quá. Nói vậy cũng còn mừng. Nó còn nhớ công thức chứ nó không có ham chơi cái làm vườn ảo mà nó quên hết, nó lú lẫn luôn, còn kẹt nữa. Cha nó lú còn chú nó khôn. Ý con nói là dù sao con còn chút thông minh chứ bộ. Bây giờ nha, anh ngồi đây nha. Để em vô em trổ tài nấu cái món mà canh cá với táo. Anh em mình trị thâm quần mắt. Rồi sau đó mình tiếp tục. Gì? Tiếp tục chơi game chứ vậy? Không có, đâu chơi game đâu. Tiếp tục để mình làm công việc nữa. Vậy thì được. Cá với táo ngon lắm rồi. Ngon lắm chứ, ngon lắm chứ. Đây. Xong rồi, đây. Đây xin mời. Ít chắc quên ba người mà đem có hai cái chén. Đây, tao ấy không, bởi vậy không có táo là không có được. Quên. À, đây. Tính cho nhỏ không ăn cái vô đây nè. Đây là con. Đây là chén của con đây nè, đó. Mời. Ăn nó chị quần thấm mắt. Đi hả?
trao đổi để tìm hiểu công dụng của món ăn này, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ với bác sĩ Phan Thanh Hải, Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Chào quý Trân, chào quý vị khán giả. Và bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý Trân, chào anh Hải, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ Phan Thanh Hải, trước khi nói về cái món ăn là canh cá với táo thì cho phép quý Trân được hỏi một chút về táo, một cái nguyên liệu cũng hết sức là đặc biệt trong món ăn này. Xin bác sĩ cho biết là táo có cái vai trò gì trong món ăn này ạ? Kính thưa quý vị, cái thành phần chính của táo ở trong món ăn mà chúng ta cần sử dụng thì tôi thấy là trong đó có rất là nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin C, vitamin A và một số chất khoáng, ở trong đó có một ít kali, một ít canxi, vân vân. Cho nên là trong món ăn này thì cái táo nó có tác dụng là bổ sung, theo tôi thì nó sẽ bổ sung vitamin rồi bổ sung một số chất vi lượng hỗ trợ trong những trường hợp mà làm việc quá sức, phải không? Yeah. Không mà những trường hợp mà thức đêm yeah. Có thể là do làm việc, do làm việc trên máy vi tính nhiều cũng ảnh hưởng, làm máy vi tính rồi có thể là chơi game, yeah, chẳng hạn, vừa thức vừa mệt mỏi mà lại vừa có thể là đói bụng nữa, cho nên là dùng cái món này thì nó sẽ giúp cho bổ dưỡng nè, do cái thịt của cá rồi thêm tăng cường bổ sung vitamin rồi các cái chất khoáng chống mệt mỏi cơ thể. Và táo cũng là một loại trái cây thì cho nên thành phần nước cũng rất là nhiều, và cái hàm lượng chất xơ là cái thành phần cung cấp rất là quan trọng đối với cơ thể của mình, và thành phần đường ở trong trái táo thì nó lại thấp, cho nên đây là một thực phẩm rất là trái cây rất là tốt đối với tất cả mọi người, kể cả những người đang ăn kiêng, những người không muốn lên cân. Bác sĩ Yến Thủy ơi, Quế Trân được biết là trong cá thì có rất là nhiều vitamin A đúng không nào? Nhưng mà bác sĩ có thể cho Quế Trân và khán giả được biết là loại cá nào thì có vitamin A nhiều nhất ạ? Mình biết vitamin A là một loại vitamin tan trong chất béo, cho nên những cái thực phẩm nào mà có chất béo nhiều thì sẽ có nhiều vitamin A. Chẳng hạn như là những loại cá mà là cá biển, cá mỡ béo, chẳng hạn như cá ba sa nè, hay là những cá hú nè, hay những loại đó thì chất béo nó rất là cao và cái hàm lượng vitamin A nó rất là cao. Mình biết hay nghe những cái câu nói là DHA bổ não á, thì cái thành phần DHA là thành phần lipid chất béo đó, nó có rất nhiều ở trong những cái loại cá béo này, cả trong phần thịt cá lẫn mỡ cá, và những cái loại cá biển khác như là những cái loại như là cá thu nè, cá ngừ, cá hồi, cá trích vân vân, thì cái thành phần DHA này cũng rất là tốt. Và không chỉ DHA mà mình nhớ thành phần mà omega 3 là axit béo không no và rất là thiết yếu, tại vì mình không có tự tổng hợp được mà phải lấy từ thức ăn bên ngoài vào, thì trong cá cũng có rất là nhiều, cho nên thành phần cá không chỉ cung cấp đạm, cung cấp chất béo cần thiết. Vâng, thưa bác sĩ Phan Thanh Hải, về đông y đó thì như bác sĩ hồi nãy có nói là táo cũng là một phần giúp chữa được cái bệnh thâm quầng mắt, phải không ạ? Ở đây thì cũng xin nói rõ cái này. Thâm quầng mắt nó là một cái triệu chứng ở trong nhiều loại bệnh. Trong phạm vi của tiểu phẩm chúng ta thì cái thâm quầng này là do thức đêm, đúng không? Yeah. Do thức đêm chơi game hoặc là học hành thức đêm nhiều. Thì cái nguyên nhân của cái thâm quầng mắt trong cái tình trạng trong trường hợp này đó thì là do là cơ thể quá mệt mỏi suy nhược và mắt phải làm việc nhiều rồi điều tiết nhiều vân vân. Yeah. Lâu ngày nó làm cho không phải là thâm quầng không mà có thể là làm cái thị lực của cái người mà những cái người trong trường hợp đó nó cũng sẽ suy giảm, rất là mỏi cho mắt. Thì trong cái món ăn thì như tôi nói hồi nãy, nó bổ sung vitamin, trong đó nó có vitamin A, vitamin C rất là tốt cho mắt, và nó là cũng là một cái một trong những cái chất chống lão hóa cơ thể. Ngoài ra thì cá thì bổ dưỡng thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng cải thiện được một phần thôi. Chứ còn nếu mà muốn điều trị triệt để tình trạng đó thì tôi nghĩ là phải sắp xếp công việc cho nó điều độ, khoa học, và đừng có thức đêm, đừng có chơi game nhiều. Nếu mà cần thiết phải thức đêm để làm việc thì chúng ta cũng phải có cách nào đó để cho nó điều độ, chứ không nên thức đêm quá thì chắc chắn là nó sẽ không giải quyết được. Tức là cái món ăn canh cá với táo này là bổ sung thêm cái sức khỏe, cái năng lực, năng lượng thêm cho cơ thể mình có thể chống lại những cái cơn mệt mỏi do thức khuya làm việc quá sức, phải không thưa bác sĩ? Vậy thì bác sĩ Yến Thuyền có thể cho Quế Trân được biết là thành phần dinh dưỡng của trong món này như thế nào không ạ? Thì cá là một cái thực phẩm mà cung cấp dầu, chất đạm, cung cấp là axit amin, cung cấp các chất béo thiết yếu cho cơ thể như mình vừa nói là vitamin A hay là omega 3, DHA là chất béo, và có những loại vitamin quan trọng như là vitamin A và vitamin E cũng có rất nhiều, và những cái loại này là những cái loại chống oxy hóa.
Và bên cạnh đó thì táo thì là một cái thực phẩm cung cấp chất xơ nè, cung cấp các loại vitamin và khoáng chất cần thiết khác. Thì đây là một cái thực phẩm, phải nói là cái hỗn hợp này nó khá là hoàn hảo và dinh dưỡng, nó bổ sung và cân đối với nhau. Thì cái món ăn này rất thích hợp, đặc biệt là những người thức khuya. Thì nếu mà mình ăn cái này thì năng lượng không cao lắm mà cũng cung cấp gần như đầy đủ tất cả các dinh dưỡng để cho mình bổ sung cho một cái bữa ăn đêm phù hợp. Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Yến Thủy và bác sĩ Phan Thanh Hải trong chương trình hôm nay. Kính chúc hai bác sĩ được thật nhiều sức khỏe và hy vọng sẽ tiếp tục gặp lại hai bác sĩ trong các chương trình tiếp theo của Quán Bốn Mùa. Cuộc trao đổi vừa rồi với cả hai bác sĩ thật thú vị phải không thưa quý vị? Chính vì thế mà quý vị khán giả nhớ đừng bỏ qua chương trình Quán Bốn Mùa để chúng ta có thể biết thêm được nhiều món ăn và đó cũng là những bài thuốc phòng chữa bệnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và xin cảm ơn nhà hàng Cổ Ngư đã tài trợ bối cảnh và món ăn cho chương trình. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.